tay giây phút vui này một ngày, và nghe tim rung theo tim tha thiết ân tình rực tươi màu mê. Tình yêu cho nhau hôm nay đoán hứa không phải, hy sinh cho nhau mãi đến bạc đầu, khi nay khi sau giữ gìn tình yêu thắm luôn tin chung. Xin luôn yêu nhau say đắm, môi tình còn xinh đẹp mãi. Xin cha thương ban ơn phú, hai người đẹp duyên mãi thôi. Hay vui hay khi đau khổ, suốt đời tình chẳng nhạt phai. Ngày nào đoạn hứa chung tình, xin chắc ân nhân kết hợp tình yêu thắm nồng. Xin dâng bao nhiêu mơ ước, trọn đời được luôn tin chung. Xin luôn yêu nhau say đắm, môi tình còn xinh đẹp mãi. Xin cha thương ban ơn phú, hai người đẹp duyên mãi thôi. Hay vui hay khi đau khổ, suốt đời tình chẳng nhạt cho nhau, nên nghĩa vợ chồng một lòng. Từ nay theo gương Giêsu thương mến chân tình người yêu thành tín. Rồi mai khi con thêm đông nuôi dưỡng một lòng cho con vui ngoan, xin Chúa nhân lành thương ban muôn ơn duyên tình đẹp hơn nắng. Xin dâng bao nhiêu mơ ước, chọn người được luôn tin chung. Xin luôn yêu nhau say đắm, môi tình còn xinh đẹp mãi. Xin cha thương ban ơn phú, hai người đẹp duyên mãi thôi. Hai người đẹp duyên mãi thôi, khi vui hay khi đau khổ, suốt đời tình chẳng nhạt phai. Thank you.
nguyện dâng là dâng lên Chúa, mong Ngài ban sắc hương. Tình yêu con bây giờ mong chờ với ước mơ, dâng những ước mơ nguyện ơn Chúa dệt thắm đời. Xin dâng lên Thiên Chúa mưa nắng hèn trong đời, đời gian khó xin thương dịu dắt, đường đời tắm tôi xin Chúa làm vầng trăng. Đời trăm năm từ đây, xin từ đây lối mở đưa nhau đi, cách chờ nương nhau về. Trần gian nhiều khi mưa gió, có tình cha dắt qua. Đường ra đi xa mờ, nương nhờ tay Chúa đưa. Cho nắng hay mưa, tình cha bóng rơm che đầu. Xin dâng lên Thiên Chúa mưa nắng hèn trong đời. Đường đời gian khó xin thương dịu dắt, đường đời tắm tôi xin Chúa làm vầng trăng. Jesus.
đến trong nhà cho đời hòa tiếng ca. Nhiều khi xem hoa nở chờ trăng lên, nương tay vọng đón lời ru hời, Chúa đã vui trong phận người, Ngài vui trong thân phận chúng con. Ngài xem muôn hoa thắm vườn nhà, Ngài nghe tiếng hát mẹ cha. Ngài 30 năm thấy thuận hòa và thấy nghĩa tình thiết tha. Nguyện xin Giêsu thương mến cho duyên tình mãi nở hoa. Nguyện xin Giêsu đến trong nhà cho đời hòa tiếng ca. Trăm năm mãi có ta có mình, dắt dìu nhau trên đường tình, dìu nhau trên con đường mến yêu. Dù khi an vui lúc ngậm ngùi, tình luôn son sắt đẹp tươi. Niềm tin linh thiêng giữa dòng đời là gió giúp thuyền lướt trôi. Nguyện xin Giêsu thương mến cho duyên tình mãi nở hoa. Nguyện xin Giêsu đến trong nhà cho đời hòa tiếng ca. Ngày xưa khi mây mở trời Cana, đôi chim trắng vút bay giữa trời, Chúa nhìn theo môi mỉm cười, Ngài vui trông theo từng lứa đôi. Nguyện xin Giêsu nối đường đời, dìu đưa trăm lối ngàn nơi. Người tay trong tay bước tuyệt vời về đến cõi trời thắm tươi. Nguyện xin Giêsu thương mến cho duyên tình mãi nở hoa. Nguyện xin Giêsu đến trong nhà cho đời hòa tiếng ca. Nguyện xin Giêsu thương mến cho duyên tình mãi nở hoa. Nguyện xin Giêsu đến trong nhà cho đời hòa tiếng. Thank you.
nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, sau lễ mừng Chúa Giáng sinh, chúng ta mừng lễ kính Thánh Gia Thất, Chúa Giêsu, Đức Maria và Thánh cả Giuse là gương mẫu tuyệt đỉnh cho tất cả các gia đình và đặc biệt là các gia đình Công giáo. Tháng 1 hàng năm, giáo hội cũng dành riêng cả tháng này để chiêm ngắm Thánh Gia, để học đòi, noi gương, bắt chước gương lành từ Thánh Gia. Và trong niềm vui mừng Chúa Giáng sinh, cũng như là sau ngày lễ kính Thánh Gia và tháng kính Thánh Gia, hôm nay cộng đoàn chúng ta cùng với 4 gia đình dâng thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân hôn nhân gia đình Thiên Chúa đã ban tặng. Đôi thứ nhất là ông Giuse Nguyễn Văn Đăng và bà Anna Đinh Thị Tấc, 36 năm hôn nhân gia đình. Đôi thứ hai là ông Phêrô Nguyễn Văn Thiệu và bà Maria Ngô Thị Thanh, 25 năm hôn nhân gia đình. Đôi thứ ba, ông Giuse Bùi Văn Vui và bà Teresa Nguyễn Thị Triều, 30 năm trong đời sống hôn nhân gia đình. Và đôi thứ tư là ông Giuse Nguyễn Văn Khiển và bà Anna Bùi Thị Minh, 20 năm trong ơn gọi hôn nhân và gia đình. Chúng ta cùng hiệp lời tạ ơn với 4 gia đình và chúng ta cũng cầu nguyện cho 4 gia đình này luôn nhìn ngắm mẫu gương Thánh Gia để không ngừng học hỏi, noi theo, bắt chước để biến gia đình của mình trở thành những gia đình thánh thiện, những gia đình mẫu mực trong việc sống và thực hành chu toàn bổn phận với Chúa, với chính mình và với tha nhân. Với tâm tình và ước nguyện như vậy, cũng như là nhìn nhận những thiếu sót yếu đuối tội lỗi của chúng ta, giờ đây chúng ta cùng thành tâm thống hối. Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria chọn đời đồng trinh, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Và bình an dưới nền cho người chiến thắng. Chúng con ca ngợi Chúa. Chúng con chúc mừng Chúa. Chúng con thờ lạy Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lời Chúa là Thiên Chúa, là vua trời.
lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhận đời chúng con cầu thân. Chúa ngự bên hữu nơi Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là đấng thánh, chỉ có Chúa là Chúa. Trong vinh quang Đức Chúa Cha. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng, mắt phàm không thấy, Chúa đã sai Đức Kitô là ánh sáng thật đến trần gian, hầu đẩy lui bóng tối đang che phủ. Nguyện xin Chúa ghé mắt nhân từ nhìn đến chúng con, và chúng con sẽ đồng thanh ca tụng Chúa đã rộng thương cho con một ra đời. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Bài chính sách huấn ca: Phúc thay ai cưới được vợ hiền, tuổi thọ sẽ tăng lên gấp đôi. Vợ đảm đang khiến chồng được sung sướng, được an vui suốt cả cuộc đời. Vợ hiền là số tốt phận may dành cho những người kính sợ Đức Chúa. Giàu hay nghèo, lòng vẫn cứ an vui, lúc nào nét mặt cũng tươi cười. Vợ có duyên thì chồng hạnh phúc, vợ khôn khéo thì chồng được mở mày mở mặt. Phụ nữ ít nói là quà Đức Chúa ban, không chi sánh bằng người có giáo dục. Phụ nữ lết la là ân phúc tuyệt vời, không chi quý giá bằng người tiết hạnh. Người vợ hiền trong cửa nhà ngăn nắp, đẹp như vầng hồng trên chốn cao xanh của Đức Chúa. Đó là lời Chúa. Cảm ơn Chúa. Vinh phúc cho người hàng sở Chúa luôn, đường lối Chúa chính trực nền tâm dõi bước, nhiều công sức lại người được hướng thánh nhàn, ngàn muôn phúc lộc hạnh phúc dâng tràn. Nguyện xin Chúa chúc phúc cho đoàn con. Cành nho chín thơm ngọt trổ nhiều trái tươi, là hiền thế dịu dàng ở trong gia thất. Cành ngô liu đơm nhiều chồi búp lớn đẹp,
là con cháu ban đầm ấm sum vầy. Nguyện xin Chúa chúc phúc cho đoàn con, hết mỗi ngày trong đời sống chung con. Ngàn ơn phúc xuống cho người sợ Chúa luôn, từ Sion Chúa thương tình luôn chúc phúc. Lạy Gia Liêm Huy Hoàng Chủ Phú Hưng Thịnh, hồng ân ngút ngàn của Chúa ban tặng. Nguyện xin Chúa chúc phúc cho đoàn con, hết mỗi ngày trong đời sống chúng con. Bạn sẽ thấy cháu con đầy đàn xung quanh, lòng hân hoan gia đình thật bao êm ấm. Nguyện xin Chúa ban ơn lành xuống dư đầy, bình an Chúa trời trùm kim dân Ngài. Nguyện xin Chúa chúc phúc cho đoàn con, hết mỗi ngày trong đời sống chung con. Nguyện xin Chúa chúc phúc cho đoàn con, hết mỗi ngày trong đời sống chung con. Bài trích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông Đồ. Anh em thân mến, căn cứ vào điều này, chúng ta nhận ra rằng chúng ta biết Thiên Chúa, đó là chúng ta tuân giữ các điều răn của Người. Ai nói rằng mình biết Người mà không tuân giữ các điều răn của Người, đó là kẻ nói dối, và sự thật không ở nơi người ấy. Còn hễ ai giữ lời người dạy, nơi kẻ ấy tình yêu Thiên Chúa đã thực sự lên hoàn hảo. Căn cứ vào đó, chúng ta biết được mình đang ở trong Thiên Chúa. Ai nói rằng mình ở lại trong Người thì phải đi trên con đường Đức Giê-xu đã đi. Anh em thân mến, đây không phải là một điều răn mới tôi viết cho anh em, nhưng là một điều răn cũ mà anh em đã có ngay từ lúc khởi đầu. Điều răn cũ ấy là lời mà anh em đã nghe, nhưng đó cũng là một điều răn mới tôi viết cho anh em. Điều ấy thật là thế, lời Đức Giê-xu và anh em ở, bởi vì bóng tối đang qua đi và ánh sáng thật đã tỏ rạng. Ai nói rằng mình ở trong ánh sáng mà lại ghét anh em mình thì vẫn còn ở trong bóng tối. Ai yêu thương anh em mình thì ở lại trong ánh sáng, và lời người ấy không có gì lên cớ vấp phạm. Nhưng ai ghét anh em mình thì ở trong bóng tối và đi trong bóng tối mà chẳng biết mình đi đâu, vì bóng tối đã làm cho mắt người ấy ra mù quáng. Đó là lời Chúa.
Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi đã đủ thời gian đến ngày các ngài phải thanh tẩy theo luật Môsê, bà Maria và ông Giuse đem con lên Jerusalem để tiến dâng cho Chúa, như đã chép trong luật Chúa rằng: mọi con trai đầu lòng phải được thánh hiến dành riêng cho Chúa. Ông bà cũng lên để dâng của lễ theo luật Chúa truyền, là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non. Hồi ấy ở Jerusalem có một người tên là Simeon. Ông là người công chính và sùng đạo. Ông những mong chờ niềm an ủi của Israel và Thánh Thần hằng ngự trong ông. Ông đã được Thánh Thần linh báo là ông sẽ không thấy cái chết trước khi được thấy Đấng Kitô của Đức Chúa. Được Thánh Thần thúc đẩy, ông lên đền thờ vào lúc cha mẹ hài nhi Giêsu đem con tới để làm điều người ta quen làm theo luật dạy, thì ông ấm lấy hài nhi trên tay và chúc tụng Thiên Chúa rằng: muôn lạy Chúa, giờ đây theo lời Ngài đã hứa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi, vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ Chúa đã dành sẵn cho muôn dân, đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Israel dân Ngài. Cha và mẹ hài nhi ngạc nhiên về những điều người ta đã nói về Người. Ông Simon chúc phúc cho hai ông bà và nói với bà Maria mẹ của hài nhi: cháu bé này được đặt làm duyên cớ cho nhiều người Israel ngã xuống hay đứng lên. Cháu còn là dấu hiệu bị người đời chống báng. Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn bà. Như vậy, những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người sẽ lộ ra. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn, trong một thánh lễ của hội gia trưởng, thánh lễ xong, các bà, các chị, các em về hết, còn toàn các ông, các anh em hội gia trưởng ở lại. Lúc bây giờ cha xứ mới hỏi các ông, các anh em: bây giờ còn mỗi cánh đàn ông chúng ta, tôi hỏi thật các ông, các anh em nha. Trong cuộc sống ấy, mà ông nào, anh em nào mà vừa ý với vợ của mình thì cứ ngồi yên. Còn ông nào và anh em nào mà trong cuộc sống ấy, không có vừa ý với vợ thì đứng lên. Cái hôm đó này hầu như tất cả đứng lên, tức là không vừa ý với vợ. Riêng có một người vẫn ngồi. Cha xứ ngó nghiêng mãi thì thấy một người vẫn ngồi, tức là cái người này coi như là vừa ý với vợ trong cuộc sống. Và cha xứ mừng lắm, xuống tận nơi: tôi rất mừng vì 99 các ông, các anh em không vừa ý với vợ của mình, còn mỗi một mình anh là anh vừa ý với vợ của anh. Bây giờ tôi hỏi anh bí quyết nào để anh và vợ anh luôn vừa ý với nhau. Lúc bây giờ cái anh này cầm mic và nói, vẫn ngồi cơ. Anh ta nói rằng: con thưa cha, hôm qua là con bị vợ con nó đánh. Ngạc nhiên quá. Bình thường là chồng đánh vợ chứ sao lại bình hôm nay cái anh này bảo hôm qua con bị vợ con nó đánh.
mà làm sao anh bị vợ anh đánh? Ơ cha, là hôm qua con đi chơi cờ bạc về, vợ con nó ở nhà, nó chờ. Đến khi con về cái, nó điên tiết lên, nó chọc cầm ngay cái cốt chốt cửa, nó ném con một cái. Và hôm nay con bị đau chân, không đứng lên được. Cứ tưởng rằng một người trong cuộc sống luôn luôn vừa lòng với vợ của mình, hóa ra lại bị vợ nó đánh, không thể đứng lên được. Ở đây tôi, nếu hôm nay tôi hỏi như vậy thì không biết là các ông, các anh em có đứng cả lên không, hay là người nào vẫn ngồi. Mà nếu giả sử như tôi hỏi các bà, các chị, thì chúng ta đứng hay ngồi nhỉ? Khéo khi cũng đứng lên hết đấy. Không phải là lấy nhau về rồi mới không vừa lòng nhau đâu. Khéo khi trước khi lấy nhau cũng có những điểm không vừa lòng. Tôi nói ở đây thì các anh chị em của tôi là biết hết. Bà cố mà chúng tôi gọi là U ấy, thì khi còn sống là kể, và kể là thuộc lòng hết. Kể về việc là mẹ tôi là lấy bố tôi là bắt đầu như thế nào. Một hôm là ông bà ngoại sai mẹ tôi đi lên trên ruộng, ruộng mía để mà bóc lá mía. Thế xong rồi lên đến ruộng mía nhà mình thì lại có cái anh nào anh ấy bóc, bóc lá mía nhà mình. Thế xong rồi đi về, đi về thì ông bà ngoại hỏi tại sao mày lại không đi bóc lá mía nữa. Thì mẹ tôi nói với ông bà ngoại rằng con lên ruộng nhà mình thì có cái thằng nào ấy, nó đang bóc lá mía nhà mình, cho nên là con sợ quá để con đi về. Thế ông bà ngoại tôi nghe thấy thế thì bảo đấy, nó đấy, nó đấy, nó đấy. Thế xong rồi mẹ tôi bảo mấy ông bà ngoại mà con không đồng ý đâu. Bà sao không đồng ý? Tại vì trông nó đen lắm. Thế thì ông bà ngoại tôi mới dụ thế này. Tưởng cái gì chứ, nó khỏe mới là chính, chứ còn nó đen thì có cách chữa ngay ấy mà. Nó đen thầy U sẽ mua cho mấy cái nón, nó đội vào một thời gian là nó trắng ra. Đấy. Thế mà U của chúng tôi á, thì nghe như thế mà gì, đồng ý lấy, mặc dù chê, mặc dù chê đen. Thế mà ở với nhau, trung thành với nhau cho đến chết. Sinh được cả gì nhỉ, hơn một chục người con. Đúng là quảng đại. Quảng đại mới sinh được gần đấy con. Nhưng mà nếu mà giả sử như tính chỉ có 2, 3, 4 thôi thì thôi hôm nay không có đâu. Và chiều ông Khiển cũng không có mặt ở đây đâu mà. Và sinh ra thì đúng thật là cũng có người đen người trắng thật, đúng không nhỉ? Đấy. Không vừa lòng nhau. Có những ông bà ở đây thì trước khi lấy vợ thì cũng nhắm nhắm bảo tìm xem cái cô nào nó chịu khó, nó chịu thương, chịu khó, biết đi chợ một tí. Thế nhưng mà lấy nhau về bây giờ thì bảo này chứ, biết thế mình phải chọn được cái đứa nào mà nó lười lười tị. Bây giờ thì bảo lười, làm ít thôi nó cũng không gì nhỉ, cũng không chịu. Đấy cũng là gì nhỉ, những cái nó không vừa lòng nhau. Chúng ta vừa mới mừng lễ kính Thánh Gia, Chúa Giêsu, Đức Mẹ và Thánh cả Giuse là gia đình thánh. Mà chúng ta nghĩ rằng gia đình ba vị thánh thì có việc gì xảy ra nhỉ? Chắc chắc phải luôn luôn vừa lòng nhau. Nhưng mà chúng ta đọc Kinh Thánh thì chúng ta thấy rằng ba vị thánh ở trong một gia đình ở với nhau mà cũng nhiều lần không vừa lòng nhau. Đức Maria thụ thai, Chúa Giêsu không nói gì với Thánh Giuse, để cho Thánh Giuse buồn lòng khổ sở không ngủ được. Bây giờ mới đính hôn, chưa về ăn ở với nhau mà lại mang cái bầu kia.
bỏ thì thương, vương thì tội. Bây giờ nếu mà giả sử như Thánh Giuse mà tố cáo Đức Maria ra chính quyền, thì bạn đời của mình, Đức Maria sẽ bị người ta kéo ra nơi công cộng mà gì, ném đá cho đến chết. Luật ngày xưa thế. Cho nên ông buồn lắm. Ông toan tính, thôi mình bỏ đi một cách âm thầm. Như thế là tốt nhất. Đức Maria vẫn được sống mà không biết người ta sẽ không biết cái chuyện gì xảy ra. Gia đình thánh gia suýt nữa tan vỡ vì không làm vừa lòng nhau. Mà chúng ta đặt câu hỏi, tại sao Đức Maria không giải thích với Thánh Giuse là mình thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần cho Thánh Giuse biết nữa, đỡ phải khổ, đỡ phải mất ngủ. Nhưng mà chúng ta tưởng tượng, nếu chúng ta đặt mình là Thánh Giuse, chúng ta tin được không khi Đức Maria vác cái bụng bầu về nói với Thánh Giuse: anh ơi, em mang thai là bởi Chúa Thánh Thần đấy. Có tin được không? Thánh Giuse sẽ nhìn thẳng vào Đức Maria và thôi đi về, đừng có mơ. Làm gì có cái chuyện thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần. Cho nên là Đức Maria cũng đau khổ, không nói được với Thánh Giuse. Thôi thì Đức Maria để cho thánh ý của Thiên Chúa thực hiện theo ý của Chúa thôi. Và Chúa đã can thiệp khi báo mộng cho Thánh Giuse trong giấc mơ. Và gia đình thánh gia đã trải qua biết bao nhiêu những gian nan thử thách khi sinh con trong nghèo nàn, thiếu thốn, khổ sở. Mới sinh ra thì lại bị gì? Đuổi bắt. Cho nên Thánh Giuse phải trỗi dậy, đem Đức Mẹ và Chúa Giêsu đi trốn sang Ai Cập ban đêm, rồi lại từ Ai Cập trở về Nazareth. Mới 12 tuổi, đưa Chúa Giêsu đi lên đền thờ Jerusalem. Chúa Giêsu cũng làm Đức Maria và Thánh Giuse buồn lòng lắm. Đi lễ đền thờ Jerusalem mà ở lại đấy chẳng xin phép gì cả. Ở lại đấy. Thánh Giuse và Đức Mẹ mất 4 ngày đi tìm Chúa Giêsu. Và khi tìm thấy Chúa Giêsu ở trong đền thờ rồi, Đức Maria không kiềm được lòng, nói với con như là kiểu trách móc: con ơi, sao con làm cha con đây và mẹ đau khổ tìm con? Và Chúa Giêsu thì trả lời một cách như là ngang ngược theo kiểu người đời. Khi mà Đức Mẹ nói như vậy thì Chúa Giêsu bảo: tại sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết rằng con phải ở nhà cha con sao? Cho nên gia đình thánh nhưng mà cũng không có vừa lòng nhau. Người này không làm đẹp lòng người kia tuyệt đối. Vẫn có những điểm nọ, vẫn có những điểm kia không làm vừa lòng nhau. Cái bí quyết nào để cho đời sống hôn nhân gia đình được bền vững, trong khi đó tỷ lệ hôn nhân ngày hôm nay ly dị quá nhiều, tan vỡ quá nhiều. Khi mà những cuộc tình gọi là mì ăn liền, quen nhau, lấy nhau một thời gian xong rồi bỏ nhau ngay lập tức, quen nhau xong rồi cũng có con với nhau ngay, bỏ nhau, đường anh đi, đường em đi, tình nghĩa đôi ta có thế thôi. Và sẵn sàng là chia con chứ không có chia của. Của là quý hơn con nhiều. Và cái hậu quả lớn nhất trong một cái gia đình tan vỡ, ly dị, đó là những đứa con chịu hậu quả nặng nề.
và tệ nạn xã hội thường xảy ra ở trong những đối tượng sống ở trong những gia đình bố mẹ không hạnh phúc, sống ở trong những gia đình tan vỡ. Vậy bí quyết nào để cho chúng ta có thể chung sống với nhau trọn đời trong ơn gọi đời sống hôn nhân gia đình? Có một lần dâng lễ Ngọc Khánh cho hai cái cụ kia, hai cụ ông, cụ bà già. Ngọc Khánh tức là 60 năm hôn phối thì ít nhất cũng phải gì 80 đến 85 tuổi rồi, mà ông bà vẫn gọi nhau là anh, là em ngọt xớt. Cái hôm ngồi ăn cơm cùng với hai cụ, cụ bà nói với cụ ông, khi cụ ông gắp cho miếng thịt, cụ bà nói với cụ ông thế này: anh gắp cho em ăn ngon hơn là em gắp. Đấy. Tôi hỏi bí quyết nào mà các cụ sống khỏe, sống vui, sống hạnh phúc cho đến bây giờ? Thì cụ ông nói: chúng con thì có cái bí quyết thì chẳng có phải cao sang gì đâu, bí quyết gì nó nhỏ, nó bình thường nhưng mà quan trọng đấy, cụ nói đi. Thì cụ ông nói thế này: con thì con luôn có cái tâm niệm là trong cuộc sống của mình, mặc dù giờ gặp chuyện như thế nào thì con cũng giữ mình để khỏi bị lộn tiết lên. Có nghĩa là trong cái việc gì, trong cái hoàn cảnh gì cũng giữ được tâm hồn bình tĩnh, an nhiên, tự tại, chứ không có lộn tiết lên. Khi mà lộn tiết lên thì sao nhỉ? Sẽ nóng mặt, sẽ giận. Mà người ta bảo giận thì gì nhỉ? Mất khôn. Giận thì cái khôn nó bay đâu mất. Mà khi giận thì sao? Mọi cái quyết định của mình lúc bây giờ nó không chính xác được đâu, nó không đúng được đâu. Mà khi giận nhiều quá, cứ lộn tiết lên nhiều quá thì sao nhỉ? Nó giảm tuổi thọ, không còn vui được nữa, không còn bình an được nữa, không còn hạnh phúc được đâu. Cho nên hãy giữ mình, đừng có bao giờ để mình lộn tiết lên. Đây là bí quyết của người đời. Còn bí quyết của Thánh Gia, Chúa Giêsu, Đức Maria và Thánh Giuse thì làm sao vượt qua được những sóng to gió lớn, thử thách trong cuộc đời của Thánh Gia mà trở nên mẫu gương sáng cho tất cả các gia đình và đặc biệt là các gia đình Công giáo? Chúng ta thấy rằng Thánh Gia nhiều khi không làm vừa lòng nhau, làm cho người khác buồn. Thế nhưng mà cái bí quyết của Thánh Gia ấy là luôn luôn bỏ đi cái ý của mình để tìm và thực thi thánh ý của Thiên Chúa. Đấy là điều quan trọng nhất. Thánh Giuse đang nghĩ rằng mình bỏ đi, thế là xong. Âm thầm không ai biết, nhưng mà khi mà Chúa báo mộng cho ông biết đó là thánh ý Chúa, thì ông bỏ ý của mình để làm theo thánh ý của Chúa. Ông trỗi dậy thực hiện như lời thiên thần của Chúa truyền, đón Đức Maria về nhà mình. Thế rồi Đức Mẹ cũng có ý định của mình, mặc dù thời đó là cứ lớn là phải lấy chồng theo cái sự sắp đặt của cha mẹ, lớn là phải lấy vợ theo sắp đặt của bố mẹ, nhưng mà Đức Maria thì muốn giữ mình đồng trinh trọn đời thuộc về Chúa cơ. Thế nhưng mà khi thiên thần Gabriel truyền tin biết được thánh ý của Chúa thì Đức Mẹ bỏ đi ý của mình, bỏ đi cái chương trình của mình để chọn thánh ý của Chúa, chọn chương trình của Chúa khi nói: này tôi là tôi tá Chúa, tôi xin vâng như lời thiên thần truyền. Chúa Giêsu là Thiên Chúa nhưng mà làm người, Thiên Chúa mà hằng vâng phục Đức Maria và Thánh Giuse.
Chúa Giêsu cũng bỏ đi ý mình là thân phận của Thiên Chúa, nhưng mà đã nhập thể làm người, vâng lời Chúa Cha cho đến cùng, và vâng lời cho đến gì? Đến chết, chết trên thập giá. Bỏ ý mình để chọn thánh ý của Thiên Chúa. Sở dĩ nhiều gia đình, vợ chồng, con cái đổ vỡ, ly dị, tan đàn, xẻ nghé, mỗi người một phương, mỗi người một hướng, tức là con người, mọi thành viên trong cái gia đình ấy, ích kỷ, chỉ biết lo cho mình, chỉ biết sống theo cái quan điểm của mình, không cần biết cái quan niệm của người khác, không cần biết quan tâm, để ý, chăm sóc người khác như thế nào. Cho nên khi mà chỉ có sống cho cái ích kỷ của mình thôi, thì sớm hay muộn thì cũng không thể nào mà tồn tại mãi được. Trong xã hội đang rất nhiều các gia đình tan vỡ, thì lễ kính thánh gia, và hôm nay chúng ta cùng dâng lễ tạ ơn và cầu nguyện cho bốn gia đình này, là một điều cần thiết, hữu ích. Tuy rằng 36 năm, 30 năm, 20 năm, 30 năm chưa phải là dài, thế nhưng mà cũng là một chặng đường không ngắn để nói đến cái ơn của Chúa tuôn đổ trên ơn gọi hôn nhân gia đình và sự cố gắng của mỗi thành viên trong gia đình ấy, biết bỏ cái tôi của mình đi để tìm thánh ý của Chúa, để biết quan tâm, để ý đến người khác thì mới tồn tại cho đến ngày hôm nay. Còn nếu giả sử như chỉ đặt hôn nhân gia đình với cái mối tình mì ăn liền thôi thì sẽ tan vỡ lâu rồi, chứ không còn được 20 năm, 25 năm, 30 năm, 36 năm đâu. Chúng ta cầu nguyện cho mỗi người chúng ta, cầu nguyện cho bốn gia đình có lễ hôm nay luôn chiêm ngắm Thánh gia Chúa Giêsu, Đức Maria, để không ngừng học đòi bắt chước, để gia đình của chúng ta trở nên trên thuận dưới hòa, trở nên một gia đình thánh thiện, làm con cái Chúa mà sống hài hòa với mọi người, thì chắc chắn gia đình của chúng ta, đời sống hôn nhân gia đình chúng ta sẽ đi đến cùng, sẽ gắn bó với nhau mãi mãi trong ân nghĩa Chúa. Amen. Các ông bà rất kính mến, tưởng nhớ lại cử hành năm xưa, trong đó qua bí tích hôn phối, các ông bà đã liên kết cuộc sống với nhau bằng mối dây không thể tháo gỡ. Giờ đây trước mặt Chúa, các ông bà muốn lặp lại những lời hứa mà năm xưa các ông bà đã cam kết với nhau. Các ông bà hãy khẩn cầu Chúa ban ơn để những lời hứa này được nên vững bền. Lạy Chúa, chúc tụng Chúa, vì nhờ ơn Chúa, con đây đã lấy em Anna Tất đây làm vợ. Lạy Chúa, chúc tụng Chúa, vì nhờ ơn Chúa, con đây đã lấy anh Lucia đang làm chồng. Lạy Chúa, chúc tụng Chúa, vì nhờ ơn Chúa, con đã nhận em Maria Thanh làm vợ. Lạy Chúa, chúc tụng Chúa, vì nhờ ơn Chúa, con đây đã lấy anh Phêrô Thiệu làm chồng. Lạy Chúa, chúc tụng Chúa, vì nhờ ơn Chúa, con đây đã lấy
Anna Minh làm vợ. Lạy Chúa, chúc tụng Chúa vì nhờ ơn Chúa, con đây đã lấy anh Giuse Khiển làm chồng. Lạy Chúa, chúc tụng Chúa vì nhờ ơn Chúa, con đây đã nhận em Telesa Triều đây làm vợ. Lạy Chúa, chúc tụng Chúa vì nhờ ơn Chúa, con đây đã lấy anh Giuse Vui làm chồng. Lạy Chúa, chúc tụng Chúa với lòng nhân hậu Chúa hiện diện trong cuộc sống của chúng con, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan. Chúng con nài xin Chúa phù trợ để chúng con luôn trung thành yêu thương nhau, hầu trở lên những nhân chứng của giao ước mà Chúa đã ký kết với loài người. Xin Chúa gìn giữ các ông bà mọi ngày trong suốt cuộc đời. Xin Ngài an ủi các ông bà lúc gian nan, phù giúp các ông bà khi thịnh vượng và cho nhà các ông bà được tràn đầy phúc lành của Ngài. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Lạy Chúa, xin gia tăng và thánh hóa những chiếc nhẫn này để tình yêu của các tôi tới Chúa đây, để những người đã trao cho nhau những chiếc nhẫn này làm dấu chỉ lòng chung thủy và luôn luôn được thăng tiến trong ân sủng của bí tích. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Xin cộng đoàn chúng ta vỗ một tràng pháo tay thật to để chúc mừng. Xin mời cộng đoàn đứng, chúng ta dâng lời cầu nguyện. Anh chị em thân mến, trong niềm vui chia sẻ kỷ niệm ngày thành hôn của các tôi tới Chúa đây, chúng ta cùng hiệp ý dâng lên Chúa những lời nguyện xin. Xưa Chúa đã không ngần ngại sánh ví hội thánh là hiền thê của Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa thương giữ gìn hội thánh Chúa trong hiệp nhất, yêu thương và không ngừng phát triển trong thế giới hôm nay. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu cùng Chúa. Tình trạng ly dị, ly thân là một trong những thách đố lớn cho xã hội hôm nay. Chúng ta cùng cầu xin Chúa chúc cho các bạn trẻ biết trân trọng phẩm giá của mình và của người khác, biết sống theo lời răn của Chúa để tình bạn hữu chí giao mãi luôn vững bền trong sự tôn trọng, chân nhận và cùng nhau giúp nhau thăng tiến trong hành trình đức tin. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu cùng Chúa. Xưa Chúa đã dùng bí tích hôn nhân để liên kết các bậc vợ chồng lên một. Chúng ta cùng cầu xin Chúa chúc lành, đồng hành và hướng dẫn đời sống của họ hôm nay và mãi mãi, để họ luôn sống bên nhau hạnh phúc, an vui như ý Chúa muốn. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu cùng Chúa. Gia đình là chiếc lôi để mỗi thành viên được yêu thương và lớn lên. Chúng ta cùng nguyện xin Chúa cho bốn gia đình mừng lễ hôm nay luôn được vững vàng trong đức tin, bền đỗ trong đức mến,
sám sống những gì mình đã biết, đã học, để gia đình luôn được bình an, hạnh phúc và cùng nhau vượt qua những khó khăn, thử thách trong công việc cũng như trong cuộc sống. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu cùng Chúa. Lạy Chúa là Cha yêu thương, xin vui nhận những lời nguyện xin chân thành của con cái nài van trong ngày kỷ niệm thành hôn hôm nay. Xin lấy tình phụ tử mà gìn giữ chúng con trong hiệp nhất yêu thương như ý Chúa muốn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Cha đoái thương, tình yêu con yên dâng.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ của thánh cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta. Lạy Chúa, xin chấp nhận lễ vật chúng con dâng và thực hiện cuộc trao đổi kỳ diệu trong thánh lễ này là cho chúng con được đón nhận chính Chúa khi chúng con dâng tiến của lễ do Chúa tặng ban. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa ở chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi, mọi lúc thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì nhờ mầu nhiệm ngôi lời nhập thể, một luồng sáng mới từ vinh quang Chúa chiếu rọi vào tâm trí chúng con, để khi nhận biết Thiên Chúa xuất hiện hữu hình, thì nhờ người lôi cuốn mà chúng con yêu mến đấng vô hình. Vì thế cùng với các thiên thần và tổng lãnh thiên thần, các bệ thần và quản thần cùng toàn thể đạo binh thiên quốc, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng... Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con lan truyền Chúa sinh chết và tiên sơn Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa.
vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám Mục Giuse chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức Người dạy, chúng ta giam huyền rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, được Cha chỉ đến, khi Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con, chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chừa cám dỗ, nhưng cứu chúng con. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Thank you.
đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho những ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa được ba nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Con quỳ đây dâng Chúa tiếng ca cảm tạ. Chúa cho con người bạn đường sống như bạn đời. Xin cho làng như mây trên ngàn, như suối lồng lan, có yêu thương lâng đỡ ủy an, sắt son hiền ngoan. Con quỳ đây dâng Chúa tiếng ca cảm tạ. Chúa cho con người bạn đường sống như bạn đời. Xin cho chàng như mây huy hoàng, như sóng ngập tràn, bước yên ngang trên nỗi trần gian, sống vui trọn tình. Nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau, luôn thắm tình ban đầu. Mãi mãi cho anh tươi sáng niềm tin, mãi mãi cho em thơm ngát ân tình. Nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau. Trong tình yêu Thiên Chúa bao là tuyệt vời, lắm tay nhau cùng hẹn lời mến yêu trọn đời. Xin cho làng chung câu ân tình, xây đắp gia đình, sống bên con qua những buồn vui, vững tin ngày mai. Trong tình yêu Thiên Chúa bao là tuyệt vời, lắm tay nhau cùng hẹn lời mến yêu trọn đời. Xin cho chàng gian nan muôn trùng luôn bước huy hoàng, sống bên con nâng đỡ chở che lối đi đường về. Nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau, luôn thắm tình ban đầu. Mãi mãi cho anh tươi sáng niềm tin, mãi mãi cho em thơm ngát ân tình. Nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau. Con thank you.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng, xin nhận lời chúng con cầu nguyện, ước gì bí tích thánh thể không ngừng gia tăng sinh lực cho chúng con trong cuộc sống thường ngày. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Xin kính mời cùng đoàn ngồi. Kính thưa quý cha, quý ban phục vụ, quý hội đoàn, quý khách, quý cụ, quý ông bà và cộng đoàn, bố mẹ chúng con kính mến. Trước hết, con xin dâng lời cảm tạ Thiên Chúa đã cho con sinh ra, nuôi con và lớn lên trong một gia đình Công giáo, có bố có mẹ, được sống trong truyền thống đức tin của tổ tiên. Chúng con xin cảm ơn Cha đã bớt chút thời gian, công việc về dâng thánh lễ tạ ơn và cầu nguyện cho bố mẹ chúng con. Chúng con xin cảm ơn quý hội đồng mục vụ, giáo họ Đạo Nguyên, ca đoàn, ban lễ sinh và các ban ngành đã quảng đại và vất vả chuẩn bị tổ chức thánh lễ tạ ơn của bố mẹ chúng con hôm nay được trang nghiêm và sốt sáng. Chúng con xin cảm ơn quý cụ, quý ông bà, cô dì, chú bác, họ hàng nội ngoại, quý khách và cộng đoàn vì tình thương đã về chung vui và đặc biệt là hiện diện dâng thánh lễ tạ ơn và cầu nguyện cho bố mẹ chúng con hôm nay. Trong niềm vui của những ngày Bát Nhật mừng Chúa Giáng sinh vào năm mới dương lịch sắp tới, chúng con xin kính chúc quý cha và cộng đoàn đón nhận được nhiều ân sủng của Chúa. Hai đồng. Và một năm mới 2022 nhiều sức khỏe, niềm vui, bình an và phúc lộc của Thiên Chúa. Những lời sau hết, chúng con xin phép được hướng về bố mẹ chúng con. Bố mẹ kính mến, con xin thay lời cho các anh chị em con để thưa với bố mẹ rằng chúng con thật tự hào và hạnh phúc được làm con của bố mẹ. Lời tận sâu thẳm tâm hồn, chúng con xin cảm ơn bố mẹ đã quảng đại sinh anh chị em chúng con làm người, làm con của bố mẹ, để anh chị em chúng con lớn khôn và trưởng thành như ngày hôm nay. Bố mẹ đã phải tần tảo, vất vả, ngược xuôi mưa nắng đêm ngày để chúng con có cơm ăn,
áo mặc, có tiền đóng học, cũng như dựng vợ gả chồng, no lắng chỗ ăn và công ăn việc làm cho chúng con. Công lao trời bể ấy, chúng con xin ghi lòng tạc dạ. Chúng con cũng xin lỗi bố mẹ vì những lỗi lầm của chúng con nhiều lần làm bố mẹ đau khổ và buồn lòng. Trong ngày trọng đại, đáng ghi nhớ của bố mẹ, chúng con xin nguyện chúc lành cho bố mẹ nhiều hồng ân, để cho bố mẹ luôn là chỗ dựa và chấp cánh cho chúng con vào đời. Để tỏ lòng biết ơn, chúng con xin dâng nên bố mẹ đóa hoa tươi thắm, chọn tâm tình kính trọng, biết ơn và yêu mến của chúng con. Xin bố mẹ đón nhận chúng con luôn yêu mến bố mẹ. Một lần nữa, chúng con cảm ơn cha và cộng đoàn. Chúc mừng, xin chúc mừng, chúc mừng và xin chúc mừng. Chúc mừng một ngày thật vui, chúc mừng ngày lễ tuyệt vời. Chúa ban tràn đầy hạnh phúc, xin chúc mừng và xin chúc mừng. Chúc mừng, xin chúc mừng, chúc mừng và xin chúc mừng. Chúc mừng một ngày thật vui, chúc mừng ngày lễ tuyệt vời. Chúa ban tràn đầy hạnh phúc, xin chúc mừng và xin chúc mừng. Xin mời cộng đoàn đứng, chúng ta kết thúc thánh lễ. Lễ xong, chúc anh chị em đi bình an. Tạ ơn Chúa. Tình ơi, hãy đến bên tôi, vì mùa đông đã phai tàn rồi.
mùa xuân đến gió mới vừa sang mưa dứt tiếng lá hoa ngập tràn bạn tình ơi đây mùa hoa nở và chim hót vang vang bên hè bạn tình ơi hãy đến bên tôi vì hoa yêu đã khai nhụy rồi hãy đến bên tôi hãy đến bên tôi để tình yêu được chúc phúc hãy đến bên tôi hãy đến bên tôi để tình yêu được tràn đầy bạn tình ơi hãy nói với tôi để được nghe tiếng thơm ngọt ngào tình yêu đó đã biến hồn tôi để từ nay hiến thân vì người bạn tình ơi đây mùa hạnh phúc để Thiên Chúa thương ban ơn trời bạn tình ơi hãy đến bên tôi vì hoa yêu đã khai nhụy rồi hãy đến bên tôi hãy đến bên tôi để tình yêu được chúc phúc hãy đến bên tôi hãy đến bên tôi để tình yêu được tràn đầy bạn tình ơi hãy đến bên tôi vì mùa đông đã phai tàn rồi mùa xuân đến gió mới vừa sang mưa dứt tiếng lá hoa ngập tràn bạn tình ơi đây mùa hoa nở và chim hót vang vang bên hè bạn tình ơi hãy đến bên tôi vì hoa yêu đã khai nhụy rồi hãy đến bên tôi hãy đến bên tôi để tình yêu được chúc phúc hãy đến bên tôi hãy đến bên tôi để tình yêu được tràn đầy để tình yêu được chúc phúc hãy đến bên tôi hãy đến bên tôi để tình yêu được tràn đầy để tình yêu được tràn đầy